Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Đức Thanh, trưởng ban liên lạc thương binh Trường Sơn, thành phố Hải Phòng lên thắp hương. Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, ban liên lạc thương binh Trường Sơn, thành phố Hải Phòng cùng với hội đồng ngũ nữ 1980 trung đoàn 50 Hải Phòng và chính quyền nhân dân xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh quên mình và cống hiến cho đời mình, cho nền độc lập tự do của dân tộc, của Tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và muôn đời con cháu mai sau luôn luôn ghi nhận sự hy sinh của các đồng chí. Chúng tôi là những người lính từ khắp mọi miền của Tổ quốc lây trở về đây thắp nén hương thơm, cầu chúc cho linh hồn của các đồng chí được siêu thoát trên thiên đàng và yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Chúng tôi cũng xin hứa với các đồng chí luôn luôn nêu cao phẩm chất đạo đức anh bộ đội Cụ Hồ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: thương binh tàn nhưng không phế, cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc và nhân dân. Các anh hãy yên nghỉ ngàn thu trong lòng đất mẹ để tưởng nhớ và ghi nhận công lao của các đồng chí. Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Các đồng chí từng hàng một lên thắp hương, sau đó xuống ở hai bên cánh gà. Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại diện cho các đơn vị và các đồng chí sẽ lên thắp hương. Đồng chí ta thắp hương, xin mời các đồng chí lên thứ tự của nhân dân. Thank you.